với channel của Tokyo Camera. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi nói về một vấn đề cũng khá là cũ nhưng mà vô cùng quan trọng trong quay dựng và chỉnh sửa video mà khá nhiều người đã lãng quên, đó chính là màu sắc. Nếu chỉ nói chung chung về màu sắc thì chắc chắn các bạn sẽ hiểu nhầm là màu trong chỉnh sửa video. Nhưng có một loại màu mà rất ít các bạn để ý đến, đó là màu của chính chiếc màn hình mà chúng ta đang dựng video. Liệu nó có đúng với cả những gì mà chúng ta đang nhìn thấy? Và liệu nó có bị chênh lệch quá nhiều so với màu chuẩn hay không? Vậy thì hôm nay tôi sẽ đưa cho các bạn một thiết bị cân màu màn hình được đánh giá ở mức khá là tốt. Đó chính là chiếc Spider 5 Pro đến từ DataColor. Vậy, DataColor là một công ty chuyên cung cấp các công cụ chuyên nghiệp để cân chỉnh màu sắc đến từ Thụy Sĩ. Và hiện tại thì Tokyo Camera vẫn áp dụng chương trình cân màu màn hình miễn phí khi các bạn mang máy tính qua cửa hàng. Chỉ mất khoảng 30 phút thôi là máy tính của bạn đã được cân chỉnh màu từ 95 đến 98% so với hệ màu chuẩn. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không mang máy đến ngay 918 Trương Định, Hà Nội hoặc 520 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để được cân màu màn hình miễn phí ngay hôm nay. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu chức năng cũng như là cách sử dụng của con Spider 5 Pro thần thánh này nhá. Về cấu hình tối thiểu mà con máy này yêu cầu đó là Win 7 trở lên hoặc là macOS X 10.7 trở lên. Màn hình độ phân giải tối thiểu là Full HD, các màn hình 16 bit, 1 GB RAM và khoảng trống tối thiểu là 500 MB bộ nhớ trong, và máy phải được kết nối với internet để có thể tải software. Về cái cấu hình yêu cầu như thế này thì chỉ cần anh em nào có máy tính là đã có thể cân màu được rồi. Huống chi mấy ông quay dựng phim toàn là máy cấu hình cao ngất ngưởng như thế thì cần gì phải quan tâm đến cái vấn đề này đâu. Cùng qua thiết kế của máy thì cái phiên bản Spider 5 Pro này cho chúng ta hai cảm biến, một cảm biến màu sắc lớn ở phía trong này cho chúng ta úp vào màn hình này, và một cảm biến ánh sáng ở phía sau này để máy có thể đo được ánh sáng ở trong phòng sao cho phù hợp nhất với mắt của bạn và cho khả năng hiển thị màu sắc được tối ưu nhất. Và sau đây mình sẽ kết nối chiếc Spider 5 Pro này với máy tính và thử cân màu xem có điều gì khác biệt không nhá. Và trên vỏ hộp của máy thì chúng ta sẽ có một đường link để tải software, đó là goto.datacolor.com/getspider5. Có 3 phiên bản đó là Express, Pro và Elite, đều bao gồm cả Windows và macOS. Ở đây chúng ta dùng phiên bản Pro nên tôi sẽ chọn vào đây. Ok, và sau khi tải về chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Cứ thế là next rồi, không cần quan tâm đến cái gì hết. Next. Và sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ tiến hành mở ứng dụng lên. Đây là những cái bước setup trước khi mà chúng ta sẽ cân màu của màn hình này. Để chọn ở desktop, chọn mẫu màn hình mà chúng ta đang sử dụng. Tôi đã setup xong, bây giờ máy yêu cầu là chúng ta sẽ để chiếc Spider 5 lên đây. Ok, đây, để như thế này. Đó. Rồi. Và bây giờ máy đang tiến hành cân màu. Và riêng cái phiên bản Pro này thì cho chúng ta khá là nhiều tùy chọn về màu sắc và có thể cân được cả ánh sáng màn hình, vô cùng là ưu việt. Quá trình cân màu này có thể mất từ 3 đến 5 phút từ tốc độ của máy và độ lệch màu của màn hình. Ok, vậy là quá trình cân màu đã hoàn tất. Và ở đây thì hãng đã cho phép chúng ta là có thể xem được trước và sau khi cân màu có sự thay đổi như thế nào. Chúng ta sẽ ấn vào nút switch ở đây. Đó. Màn hình sẽ vàng hơn và tối hơn so với ban đầu khá là nhiều. Ở đây thì máy thông báo là chúng ta đã cân được màu chỉnh đến 100% so với cả hệ màu sRGB. Vậy là đã ngang ngửa với cả màn Retina trên MacBook rồi. Và video của chúng tôi đến đây là kết thúc.
Nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like, share và subscribe để cho mình có động lực làm thêm những video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.